Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Hack Research và mình là Quang Trường. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật về một trong những hệ sinh thái blockchain layer 1 cực kỳ nổi bật trong thị trường crypto. Đó chính là AppTot. Thì đối với bản thân mình thì khi mà mình theo dõi AppTot thì thực sự là mình không có theo dõi AppTot quá là sâu như là Sui Network. Tuy nhiên là sau một khoảng thời gian nhìn lại và mình có update là đi sâu vào hơn dự án thì mình mới thấy rằng là wow, thực sự là AppTot cũng có rất là nhiều những cái nâng cấp, cũng có rất là nhiều những cái cập nhật trong thời gian vừa qua, và nó không hề thua kém gì so với những gì mà Sui Network đã làm được trong thời gian vừa qua. Vậy thì AppTot đã làm được những gì, đã có những cái bản nâng cấp gì và hệ sinh thái của AppTot đang có sự thay da đổi thịt như thế nào thì mọi người cùng đón chờ trong video lần này nhé. Ok, thì có thể nói rằng là ở thời điểm hiện tại thì đội ngũ phát triển của AppTot đang cố gắng giải quyết rất là nhiều những cái công việc khác nhau. Và mình tạm thời chia nó thành 3 phần. Phần đầu tiên đó chính là những cái hoạt động, những cái chương trình với cái mục tiêu là thu hút các nhà phát triển. Bởi vì là chúng ta biết rồi, đối với một non-EVM blockchain thì để mà thu hút được nhà phát triển nó là một cái yếu tố then chốt để giúp cho một hệ sinh thái nó thành công. Chúng ta đã thấy câu chuyện này rất rõ ở trong hệ sinh thái của Solana rồi. Tiếp theo là những cái hoạt động liên quan đến hệ sinh thái của AppTot. Có thể là tìm kiếm những cái DApp multi-chain hay là kết hợp với những cái đối tác về DeFi để xây dựng những cái native DApp ở trên cái hệ sinh thái của AppTot. Và cái thứ ba đó chính là câu chuyện về nâng cấp về cơ sở hạ tầng. Và có thể nói rằng là đối với cái câu chuyện về cơ sở hạ tầng này á, thì có vẻ như là AppTot và Sui họ đã nhìn thấy được một cái câu chuyện nó đã từng diễn ra ở trên Solana rồi, và bây giờ họ đang có những cái sự chuẩn bị cho cái câu chuyện rằng là nếu như mà cái mạng lưới của họ bùng nổ thì họ sẽ giải quyết cái vấn đề về tắc nghẽn, thậm chí là phải có thể bị sập mạng lưới như Solana trong quá khứ hay không, thì có thể là ở thời điểm hiện tại thì họ đã đang đi giải quyết cái bài toán đó. Và họ giải quyết như thế nào thì mọi người lại tiếp tục chờ ở trong những cái phần cuối của video. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đi vào cái câu chuyện rằng là ở thời điểm hiện tại AppTot đang làm những gì để thu hút những cái nhà lập trình, để thu hút những cái nhà phát triển đến hệ sinh thái của mình, để xây dựng những cái DApp, để xây dựng những cái protocol ở trên hệ sinh thái của AppTot. Đầu tiên là trong thời gian vừa rồi thì AppTot cũng đã chính thức hợp tác với Tsunami để cung cấp một cái bộ công cụ phát triển, một bộ công cụ phát triển toàn diện cho những cái DApp, cho những cái protocol, cho những nhà phát triển ở trên hệ sinh thái của AppTot. Bên cạnh đó thì AppTot cũng đã hợp tác với Mon Protocol, cũng là cung cấp một cái bộ công cụ để giúp các nhà phát triển có thể dễ dàng xây dựng được những cái fully on-chain gaming ở trên hệ sinh thái của AppTot. Thì rõ ràng là đối với một hệ sinh thái mà có cái khả năng mở rộng, cái hiệu suất rất là cao thì nó là một cái mảnh đất rất là lành, không chỉ là những cho meme coin mà nó còn dành cho những cái cho những cái mảnh ghép liên quan đến fully on-chain gaming. Tiếp theo là về tích hợp ví, thì trong thời gian vừa rồi thì AppTot Lab và Nightly Wallet là một cái nền tảng Web3 wallet ở trên hệ sinh thái của AppTot cũng đã chính thức kết hợp với nhau để giới thiệu ra một cái tiêu chuẩn ví mới cho phép tích hợp các ví và DApp mà không cần có những cái sự thay đổi về mã nguồn. Bên cạnh đó thì để giúp cho các nhà phát triển có thể dễ dàng tiếp cận với hệ sinh thái của AppTot thông qua cái ngôn ngữ lập trình Move, thì AppTot Foundation thì cũng đã chính thức cho ra mắt cái chương trình AppTot Learn, giúp cho những cái nhà phát triển có thể dễ dàng xây dựng được những cái DApp, có được những cái kiến thức ban đầu để xây dựng những cái DApp, xây dựng những cái protocol ở trên AppTot thông qua cái ngôn ngữ lập trình Move. Và cái thông tin quan trọng nhất đó chính là cái Hackathon Global đầu tiên của AppTot với cái phần thưởng lên đến 500.000 đô có tên là Code Collision. Thì đây là cái Hackathon Global đầu tiên của AppTot để nhằm chạy đua với Sui trong một cái cuộc đua thu hút các nhà phát triển. Bởi vì là rõ ràng là ở thời điểm hiện tại thì chỉ có hai blockchain viết về Move thôi, đó chính là Sui và AppTot. Thì rõ ràng là ở thời điểm hiện tại thì cả hai thằng này đều phải có những cái chương trình để mà thu hút những cái nhà phát triển. Và bên cạnh cái câu chuyện rằng là cung cấp những cái bộ công cụ này, đưa ra những cái câu chuyện về Academy này, bên cạnh đó là có những cái hoạt động
ví dụ như là những cái buổi offline, rồi những cái hackathon mini ở trong những cái sự kiện side event của những cái sự kiện lớn của thị trường crypto và của Ethereum, thì rõ ràng là họ cần phải có một cái hackathon global nó đủ lớn để mà thu hút được đội những cái dev đến với hệ sinh thái của mình. Và đây là cái hackathon đầu tiên, global đầu tiên của Aptos, trị giá phần thưởng là 500.000 đô. Thì 500.000 đô đối với một cái con số, đối với một cái hackathon đầu tiên thì nó không phải là một cái quá là lớn đâu. Bởi vì là thời gian gần đây thì chúng ta có thể thấy rằng là những cái hackathon của Solana thì nó phải lên đến tầm vài triệu đô, 2, 3, 4, thậm chí là 5 triệu đô. Tuy nhiên là đối với hackathon đầu tiên thì đây là một con số nó khá là hấp dẫn. Và để mà chúng ta đánh giá được rằng liệu Aptos với cái câu chuyện rằng là họ đã xây dựng cái cơ sở hạ tầng của mình này, họ đã có những cái bộ công cụ để giúp cho các nhà phát triển có thể dễ dàng xây dựng một cái DApp, xây dựng protocol này, rồi họ có những cái chương trình Academy để giúp các nhà phát triển dễ dàng hiểu thêm về Move và có thể xây dựng những cái DApp bằng Move, thì nó sẽ thể hiện qua những cái con số của cái buổi hackathon này. Ví dụ như có bao nhiêu ngàn người tham gia, số lượng các dự án tham gia là bao nhiêu và số lượng các cái dự án mà chiến thắng là bao nhiêu. Và rõ ràng là ở thời điểm hiện tại thì có thể thấy rằng là trong từ tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7 thì Aptos họ có rất nhiều những cái chương trình khác nhau để mà thu hút các nhà phát triển đến với hệ sinh thái của mình. Và đây đối với mình nó là một trong những hoạt động vô cùng tích cực. Tiếp theo là đối với câu chuyện về hợp tác, thì cũng trong vài tháng qua thì Aptos cũng đã hợp tác với rất nhiều những cái đơn vị khác nhau, ví dụ như là kết hợp với TrueFi để mang Google Access lên với hệ sinh thái của Aptos, kết hợp với Chainlink để giúp cho các cái DApp, các cái protocol ở trên Aptos có thể tích hợp với Chainlink một cách dễ dàng để có được một cái nguồn thông tin, một cái nguồn dữ liệu off-chain một cách uy tín, bảo mật và phi tập trung. Hay là Aptos Foundation cũng đã tích hợp, cũng đã hợp tác với Husky Cloud để mà cung cấp những cái giải pháp về cơ sở tầng với cái mục tiêu là hướng đến phi tập trung mạng lưới. Và rõ ràng là ở thời điểm hiện tại thì Aptos họ cũng đang cố gắng rất nhiều trong cái câu chuyện là mở rộng cái hệ sinh thái của mình. Và tiếp theo là về câu chuyện là xu hướng. Thì rõ ràng là thời gian vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là cái xu hướng tattoo earn ở trên Tron blockchain nó bắt đầu lan tỏa sang nhiều các blockchain khác nhau. Và một trong những cái blockchain mà nó lan tỏa đến đó chính là Aptos với cái tựa game là Taptos. Thì cái tựa game này đã thật sự làm ra một cái đã tạo nên một cái cơn sốt ở trên mạng lưới của Aptos, đó chính là tạo ra hơn 325 triệu giao dịch trong vòng 4 ngày, và đã có những lúc mà TPS của Aptos đã giải quyết lên đến 5.000 TPS. Và một cái điều đáng hay và đáng thú vị đó chính là mặc dù là phải đón nhận một cái làn sóng người dùng, một cái làn sóng transaction khổng lồ như vậy, nhưng mà mạng lưới của Aptos vẫn hoạt động khá là trơn tru và hiệu quả. Và để mà hoạt động được một cách trơn tru và hiệu quả như này thì chắc chắn là Aptos đã phải trải qua nhiều những cái bản cập nhật liên quan đến cơ sở tầng. Và có thể thấy rằng là trong tháng 4 và tháng 5 thì và tháng 6 thì Aptos đã có những cái bản cập nhật tiến bộ về kỹ thuật. Ví dụ như đầu tiên là vào tầm tháng 5 thì Aptos đã có một cái sự nâng cấp mạng lưới rất là lớn, giúp cho Aptos trở thành một trong những cái blockchain đầu tiên đạt được cái độ trễ end to end là dưới 1 giây cho tất cả các giao dịch. Thì mọi người hình dung rằng là tất cả những cái giao dịch ở trên Aptos sẽ được xác thực, sẽ được xác nhận gần như là ngay lập tức trong thời gian là chưa đầy 1 giây. Và để làm được điều này thì đội ngũ phát triển của Aptos đã thực hiện nâng cấp rất là nhiều những cái mảnh ghép ở trong cái phần cơ sở tầng, ví dụ như là mempool này, ví dụ như là đồng thuận BFT này, hay là nâng cấp cải thiện về cái khả năng thực thi song song quản lý tài nguyên, hay là nâng cấp về cái câu chuyện là đồng bộ mạng lưới qua streaming. Thì đây chỉ là một trong những cái bước đầu tiên. Và đến tháng 6 vừa rồi thì Aptos, đội ngũ phát triển của Aptos đã chính thức cho ra một cái hệ thống mới, đó tính là một cái hệ thống trên là Sol cộng cộng. Thì đây là một cái hệ thống DAG, BFT thế hệ tiếp theo, với cái mục tiêu là cải thiện cái độ trễ và nâng cấp cái khả năng về mở rộng ở trên mạng lưới của Aptos so với cái giao thức DAG, BFT hiện tại mà Aptos họ đang sử dụng. Thì đối với Sol này thì nó mang lại rất là nhiều những cái đặc điểm nổi bật cho mạng lưới của Aptos. Một đó chính là về cái độ trễ tối ưu,
gần như là Sean giúp cho mạng lưới App Store về lý thuyết có thể đạt được cái khả năng đồng thuận, cái mức thực thi giao dịch của một cái giao dịch ở cái gần, ở cái thời gian gần như là ngay lập tức. Ở bên cạnh đó thì Sean cũng được thiết kế để có thể chịu được, nghĩa là nó vẫn có thể hoạt động với một cái khả năng mở rộng, một cái hiệu suất cao trong một cái bối cảnh khi mà mạng lưới đang chịu một cái áp lực lớn về số lượng người dùng và số lượng transaction. Thì đây là một trong những cái bài học rất là lớn của Solana. Bởi vì là trong quá khứ mỗi lần Solana mà có những cơn sốt nào đó thì mạng lưới của họ ngay lập tức bị nghẽn, và cuối cùng là tất cả các validator phải đồng thuận với nhau là bây giờ chúng ta phải khởi động lại mạng lưới. Và rõ ràng App Store họ thấy được cái câu chuyện này ở trên Solana, và họ cũng đã có những cái sự chuẩn bị trong tương lai. Và Sean là một trong những cái sự chuẩn bị như vậy. Nó vẫn sẽ hoạt động rất là hiệu quả trong cái bối cảnh khi mà mạng lưới gặp những cái thách thức về số lượng người tham gia và số lượng các giao dịch phát sinh. Ngoài ra thì theo như đội ngũ phát triển của App Store thì Sean có cái sự vượt trội đáng kể so với Bullshark hay là so với Mister City của đội ngũ của Sui Network, và có thể xử lý được hàng trăm ngàn giao dịch mỗi giây. Thì có thể nói rằng là App Store ở thời điểm hiện tại thì họ đang cố gắng giải quyết rất là nhiều những cái bài toán của một cái blockchain layer 1, nào là thu hút các nhà phát triển này, nào là giải quyết bài toán về cơ sở hạ tầng này, nào là nâng cấp cái hệ sinh thái, mở rộng cái hệ sinh thái của mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào cái hệ sinh thái của App Store. Thì gần như là mọi người nhìn vào hệ sinh thái của App Store bây giờ thì so với một vài tháng trước thì nó vẫn là những cái tên quen thuộc như vậy. Và chúng ta có thể khẳng định rằng là hệ sinh thái của App Store không có nhiều cái sự đổi mới trong cái thời gian vừa qua, thông qua những cái con số về bảng xếp hạng về DeFi Llama theo TVL. Và TVL của App Store thì không có cái sự tăng trưởng đột biến như là Sui. Bởi vì là Sui họ sử dụng một cái chương trình là cái chương trình incentive, thì nó sẽ dẫn đến cái câu chuyện là TVL của Sui nó cao hơn App Store là câu chuyện bình thường. Tuy nhiên, để mà nhắc về hệ sinh thái của App Store thì chúng ta cũng có rất là nhiều điểm nổi bật. Đầu tiên thì App Store cũng đã chính thức hợp tác với AV để triển khai AV V3 ở trên hệ sinh thái của App Store. Và có thể nói rằng là App Store là một non-EVM blockchain đầu tiên mà AV họ triển khai trên. Thì AV sẽ đóng vai trò là một cái lực hút về kéo người dùng và kéo thanh khoản về với hệ sinh thái của App Store. Tiếp theo là App Store cũng đã có những cái câu chuyện rất là hay về cái câu chuyện là làm sao để tạo ra một cái làn sóng, để tạo ra một cái xu hướng thông qua cái dự án TapOS bắt trend cái xu hướng TapToEarn. Ngoài ra thì có một cái xu hướng mà trong thời gian vừa rồi mọi người cũng đang rất là quan tâm ở trên hệ sinh thái của App Store, đó chính là xu hướng về NFT. Thì ở thời điểm hiện tại thì mình thấy rằng là NFT của trên App Store nó phụ thuộc khá là nhiều vào giá cả của App Store. Có nghĩa là khi mà giá cả của App Store có cái sự chuyển biến tích cực thì thị trường NFT ở trên App Store cũng có những cái sự chuyển biến tích cực, và ngược lại. Thì rõ ràng là ở thời điểm hiện tại thì có thể nói rằng là NFT là một cái mảnh ghép có cái dấu ấn ở trên App Store. Nhưng mà để nói rằng là NFT đã xây dựng được một cái văn hóa, xây dựng được một cái cộng đồng ở trên App Store thì ở thời điểm hiện tại thì vẫn là quá sớm để có thể khẳng định được cái điều đó. Và nếu mà nói về hệ sinh thái của App Store thì có lẽ chúng ta vẫn phải cần thêm thời gian để cho những cái hoạt động của App Store Foundation hay là App Store Lab trong cái câu chuyện là những cái chương trình thu hút các nhà phát triển, đặc biệt là cái Hackathon Global sắp tới, nó có hiệu quả hay không, và những cái câu chuyện về nâng cấp mạng lưới nó có hiệu quả hay không. Và chúng ta sẽ dựa trên những cái yếu tố đó để chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá, tiếp tục theo dõi hệ sinh thái của App Store trong thời gian sắp tới. Và tổng kết lại thì theo góc nhìn của mình ở thời điểm hiện tại về mặt tích cực thì App Store Foundation đang có rất là nhiều những cái hoạt động, đang có rất nhiều những cái chương trình để thu hút các nhà phát triển đến với hệ sinh thái của App Store. Ngoài ra thì họ cũng đang tích cực hợp tác với nhiều những cái DApp, với những nhiều cái protocol khác nhau ở trên những cái blockchain khác nhau để đưa những cái DApp protocol đó về với App Store Ecosystem. Về phía của App Store Lab thì họ cũng đang làm rất tốt trong cái câu chuyện là nâng cấp mạng lưới, đề phòng những cái chuyện rủi ro có thể xảy ra, và đặc biệt họ có những cái sự chuẩn bị cho rằng là nếu như một tương lai, nếu như mà App Store phải đối đầu với một cái làn sóng số lượng người và số lượng giao dịch khổng lồ thì họ vẫn có thể xử lý được mà không phải những cái vấn đề tương tự đối với Solana. Và cách giải quyết của App Store ở thời điểm hiện tại thì nó có nhiều nét tương đồng so với cách giải quyết của Sui. Thì đấy là cái tích cực.
Còn về cái tiêu cực thì có thể nói rằng là trong suốt thời gian vừa rồi, chúng ta không thấy có sự tăng trưởng, không thấy có sự nổi bật, không thấy có sự khác biệt về hệ sinh thái của App Store. Vẫn là những cái tên quen thuộc như vậy. Và tất nhiên khi mà vẫn là những cái tên quen thuộc như vậy, nó sẽ không tạo ra được những cái cuộc chơi, nó sẽ không tạo ra được những cái dòng lợi nhuận, và nó dẫn đến là cái TVL của hệ sinh thái App Store nó không được có cái sự tăng trưởng. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái thứ hai là về câu chuyện về NFT. Thì NFT ở trên App Store thì nó đang có khá là nhiều những cái nét tương đồng với cái NFT ở trên Sui. Nó chính là nó cứ pam đam. Và nó chưa thật sự xây dựng được một cái văn hóa, xây dựng được một cái cộng đồng để có thể giúp cho NFT có thể phát triển một cách dài hạn. Thì đây là hai cái nhược điểm mà mình nghĩ là đối với cái hệ sinh thái của App Store, và có lẽ là sẽ phải cần nhiều thời gian hơn để chúng ta tiếp tục theo dõi và đánh giá của hệ sinh thái App Store. Phần làm tốt, nghĩa là phần chủ động, thì đội ngũ của App Store Foundation hay là App Store Lab họ đang làm rất là tốt rồi. Còn để mà một cái hệ sinh thái nó có thể phát triển được thì có lẽ là chúng ta cần phải thêm những cái thời gian hơn nữa, và cần phải thêm cái câu chuyện là dành cho các dev để có thể là giải có thời gian để mà xây dựng những cái dev app. Và trên đây là toàn bộ những cái cập nhật về hệ sinh thái của App Store trong thời gian vừa rồi. Và nếu như mọi người thấy video này hay thì rất mong mọi người sẽ để lại một nút like, một nút comment và đặc biệt là một nút subscribe cho Hack Research để chúng mình có thêm những cái động lực để mà làm thêm nhiều video hơn nữa trong thời gian sắp tới. Ngoài ra thì nếu như mọi người mong muốn đọc những cái bài viết phân tích từ cơ bản nâng cao, cập nhật xu hướng thị trường, dự phóng xu hướng thị trường hay là cập nhật hệ sinh thái, thì mọi người có thể lên trên website của hackresearch.com. Ngoài ra thì nếu như mọi người đang ở trong thị trường crypto mà mong muốn kiếm tiền thông qua những cái chương trình Airdrop, Retroactive hay là thông qua những cái chiến lược DeFi, thì mọi người có thể tham gia cộng đồng Telegram của GM Research. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.